Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Hôm nay thứ ba, ngày 21 tháng 5, chương trình Thời sự tối nay có những nội dung chính sau. Đoàn công tác xúc tiến đầu tư tỉnh Thái Bình phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Pháp tổ chức hội nghị kết nối đầu tư kinh doanh Thái Bình Nevers. Một thanh niên ở xã Tây Ninh, huyện Tiền Hải tích tụ ruộng đất để liên kết để phát triển vùng dược liệu theo hướng hữu cơ, ấp ủ ước mơ đưa các sản phẩm dược liệu xuất khẩu. Công an tỉnh Thái Bình đấu tranh mở rộng vụ án bắt giữ đối tượng có nhiều tiền án tiền sự, thu giữ 2,4 kg ma túy các loại. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 7, hôm nay dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số dự thảo luật. Đoàn đại biểu tỉnh Thái Bình dự phiên họp có đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình. Buổi sáng, Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo luật đường bộ. Theo đó đã có 23 lượt đại biểu Quốc hội phát biểu ý kiến. Các đại biểu cơ bản nhất trí về bố cục nội dung của dự thảo luật tiếp thu chỉnh lý và báo cáo tiếp thu giải trình chỉnh lý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đồng thời đề nghị bổ sung các nội dung cơ bản gồm rà soát bảo đảm tính thống nhất trong hệ thống pháp luật và giữa hai luật, chấp nhận sự giao thoa nhưng không được mâu thuẫn và rõ phạm vi điều chỉnh, sự thống nhất của các điều luật, các khoản trong các điều luật và bảo đảm tính khả thi, bổ sung giải thích từ ngữ các hành vi bị nghiêm cấm, chính sách phát triển đường bộ, huy động nguồn lực xây dựng mạng lưới đường bộ, quỹ đất dành cho đường bộ, không gian ngầm, giới hạn trên cao. Buổi chiều, Quốc hội thảo luận phiên toàn thể tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đấu giá tài sản. Dự thảo luật sau khi được tiếp thu chỉnh lý đã sửa đổi bổ sung 43 điều và bãi bỏ 3 điều của luật hiện hành, bổ sung 3 điều mới, tăng 18 khoản so với dự thảo luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 6, nhưng chủ yếu là sửa về mặt kỹ thuật lập pháp, không phát sinh nhiều chính sách mới. Tại phiên họp, các đại biểu tham gia vào một số nội dung cụ thể của dự thảo như về tài sản đấu giá, các hành vi bị nghiêm cấm, về chứng chỉ hành nghề đấu giá viên, quyền và nghĩa vụ của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, về đăng ký tham gia đấu giá, về tiền đặt trước và xử lý tiền đặt trước, chế tài xử lý vi phạm đối với người trúng đấu giá, không nộp tiền trúng đấu giá. Cuối giờ làm việc chiều nay, các đại biểu thảo luận tại đoàn về công tác nhân sự. Tiếp tục chương trình công tác tại Cộng hòa Pháp, Đoàn công tác xúc tiến đầu tư tỉnh Thái Bình phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Pháp tổ chức hội nghị kết nối đầu tư kinh doanh Thái Bình Never. Sự hội nghị có đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo thành phố Never và Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, đại diện Phòng Thương mại Công nghiệp thành phố Never và các nhà đầu tư đối tác tại Cộng hòa Pháp. Với vị trí chiến lược trong khu vực đồng bằng sông Hồng và miền Bắc Việt Nam, sự đồng hành của tỉnh, coi việc của nhà đầu tư chính là việc của tỉnh, cùng những chính sách ưu đãi, Thái Bình đã và đang được coi là điểm đến an toàn hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Tỉnh Thái Bình mong muốn được hợp tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực với tất cả các đối tác, trong đó có các đối tác của Pháp. Đại diện các doanh nghiệp Pháp quan tâm trao đổi với đoàn công tác của tỉnh, tìm hiểu về một số lĩnh vực đầu tư. Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khẳng định, hội nghị kết nối đầu tư kinh doanh Thái Bình Never có ý nghĩa rất quan trọng, thể hiện sự quan tâm của các tổ chức doanh nghiệp của Never nói riêng, doanh nghiệp Pháp nói chung với môi trường hợp tác đầu tư của tỉnh. Với tầm nhìn và tiềm năng khát vọng phát triển của Thái Bình, đồng chí bày tỏ tin tưởng cơ hội hợp tác giữa hai bên trong thời gian tới rất rộng mở, đa dạng và thiết thực. Đồng thời mong muốn sớm được đón các đối tác, doanh nghiệp Pháp đến nghiên cứu hợp tác đầu tư kinh doanh tại tỉnh. Tỉnh Thái Bình cam kết tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư phát triển bền vững, mở rộng sản xuất kinh doanh. Đồng chí chúc mối quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Pháp nói chung, quan hệ hợp tác giữa tỉnh Thái Bình và các đối tác Pháp nói riêng ngày càng phát triển. Chiều nay, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Đồng Hà chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc với các bộ ngành địa phương để lấy ý kiến đóng góp vào các dự thảo nghị định. Tại điểm cầu tỉnh Thái Bình, đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh dự hội nghị. Đại biểu các bộ ngành trung ương và các địa phương đã thảo luận, tham gia ý kiến đóng góp vào các dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản, dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản về xây dựng và quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản, dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, dự thảo nghị định về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá cao nỗ lực, cố gắng của các bộ ngành địa phương trong tham gia xây dựng các dự thảo nghị định về nhà ở, thị trường bất động sản. Cùng với việc tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại cuộc họp, Phó Thủ tướng đề nghị các bộ ngành có liên quan tiếp tục làm việc với các chuyên gia, hiệp hội bất động sản địa phương nhằm làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn, tính khả thi trong áp dụng chính sách, phương pháp mới về quản lý các lĩnh vực về nhà ở xã hội, chung cư, bất động sản, bảo đảm rõ ràng, kịp thời thể chế hóa những quy định, kinh nghiệm thực tiễn đã được chứng minh là đúng đắn hiệu quả, rà soát làm rõ phạm vi điều chỉnh của các dự thảo nghị định hướng dẫn thi hành luật đất đai năm 2024, tuân thủ đúng theo cấp thẩm quyền đã được giao, không bỏ sót hay chồng chéo, trùng lặp, bảo đảm xây dựng các nghị định rõ ràng, khả thi và sát với thực tiễn. Cũng trong chiều nay, đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Thái Bình về tình hình giải ngân đầu tư công nguồn vốn nước ngoài các tháng đầu năm 2024, triển khai các biện pháp tăng cường giải ngân trong thời gian tới. Đến ngày 15 tháng 5 năm 2024, tỷ lệ giải ngân vốn ODA của các địa phương đạt gần 6% kế hoạch vốn được giao. Đối với Thái Bình, trên cơ sở Trung ương giao, tỉnh đã phân bổ cho dự án phát triển cơ sở hạ tầng ven biển, hỗ trợ ứng phó biến đổi khí hậu huyện Thái Thụy với tổng nguồn vốn hơn 17 tỷ đồng, trong đó vốn ODA ghi thu ghi chi đạt 13,8 tỷ đồng và vốn ODA chính phủ vay về cho vay lại đạt gần 3,5 tỷ đồng. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, hội nghị đã thống nhất một số giải pháp như giám sát chặt chẽ tiến độ, tập trung triển khai thực hiện các dự án đã xong công tác chuẩn bị đầu tư, rà soát để tập trung vốn cho các dự án có tiến độ giải ngân tốt hoặc cần đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành kịp thời hạn, khẩn trương xử lý vướng mắc giải phóng mặt bằng và các vướng mắc khác trong phạm vi thẩm quyền. Sáng nay, đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Vũ Ngọc Trì, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, tới dự hội nghị công bố quyết định thành lập và ra mắt Hội đồng Tư vấn Phát triển Trường Đại học Thái Bình. Trường đặt mục tiêu trở thành trường đại học định hướng nghiên cứu đa ngành đa lĩnh vực, đến năm 2025 trở thành trường đại học thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội, đến năm 2030 thuộc nhóm các trường đại học hàng đầu Việt Nam. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Hội đồng Tư vấn Phát triển Trường nghiên cứu tư vấn những giải pháp thiết thực để xây dựng trường phát triển vững mạnh, nhất là trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, tư vấn giúp tỉnh những chủ trương chính sách phù hợp với thực tiễn để phát triển kinh tế xã hội. Trước mắt làm tốt công tác tuyển sinh năm học mới, sắp xếp kiện toàn bộ máy nhà trường hoạt động hiệu lực hiệu quả. Sáng nay, thành phố Thái Bình tổ chức đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang thành phố giai đoạn 2019-2024. Đại tá Nguyễn Ngọc Tuệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đồng chí Hoàng Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy dự đại hội. 5 năm qua, phong trào thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang thành phố đã phát triển toàn diện, có nhiều đổi mới, đạt kết quả vững chắc. Lực lượng vũ trang thành phố đã phát động 6 phong trào thi đua, 22 đợt thi đua đột kích cao điểm, phong trào thi đua có sức lan tỏa sâu rộng, luôn hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu thi đua đã đề ra. Giai đoạn tới, lực lượng vũ trang thành phố tiếp tục đổi mới và đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng, hướng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị, tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ khả năng sẵn sàng chiến đấu và sức mạnh chiến đấu, đổi mới công tác khen thưởng theo phương châm kịp thời, công khai, dân chủ, công bằng, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Tại đại hội, 30 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc được khen thưởng. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh phối hợp với Đảng ủy Tổng công ty Lương thực miền Bắc tổ chức chuyển giao tiếp nhận tổ chức đảng và đảng viên. Tại buổi lễ, đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình, quyết định của Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương về việc chuyển giao và tiếp nhận tổ chức đảng và đảng viên. Theo các quyết định, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh chuyển giao chi bộ cơ sở Công ty Cổ phần Lương thực Sông Hồng và 16 đảng viên trực thuộc Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Thái Bình về trực thuộc Đảng ủy Tổng công ty Lương thực miền Bắc thuộc Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương. Đại diện các đơn vị đã ký biên bản bàn giao sổ danh sách đảng viên và hồ sơ đảng viên. Sáng nay, đoàn công tác của chính quyền quận Hồng Trơn, tỉnh Gangwon, Hàn Quốc đã đến thăm làm việc với Trung tâm Dịch vụ Việc làm của Sở Lao động Thương binh và Xã hội về triển khai thí điểm chương trình lao động thời vụ.
Hiện Trung tâm Dịch vụ Việc làm của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thái Bình đã có quan hệ hợp tác với nhiều địa phương của Hàn Quốc trong lĩnh vực lao động việc làm, đặc biệt Thái Bình đang phối hợp với một số tỉnh, thành phố của Hàn Quốc để đưa người lao động sang làm việc thời vụ trong lĩnh vực nông nghiệp. Trung tâm Dịch vụ Việc làm mong muốn chính quyền quận Hồng Trơn quan tâm, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực nông nghiệp và tạo điều kiện để người lao động của tỉnh sang làm việc. Ông Shin Young-jae, quận trưởng quận Hồng Trơn cho biết Hàn Quốc nói chung, tỉnh Gangwon nói riêng đang rất cần nguồn nhân lực làm việc trong lĩnh vực xây dựng và nông nghiệp, nên đây sẽ là lợi thế để người lao động của tỉnh Thái Bình có thể nhập cảnh vào Hàn Quốc làm việc. Tuy nhiên, ông lưu ý khi người lao động sang Hàn Quốc làm việc cần tuân thủ chặt chẽ quy định của nước sở tại. Ông Shin Young-jae cam kết quận Hồng Trơn sẽ hỗ trợ tỉnh Thái Bình trong lĩnh vực chuyển giao kinh nghiệm, kỹ thuật sản xuất nông nghiệp. Tiếp theo là các tin trong lĩnh vực nông nghiệp. Bệnh đốm trắng trên tôm tiếp tục phát sinh và lây lan trên diện tích ao nuôi ở hai huyện Tiền Hải và Thái Thụy. Với tốc độ lây lan nhanh, các hộ nuôi tôm không tuân theo hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn thì dịch bệnh đốm trắng rất dễ bùng phát và tiếp tục lây lan ra diện rộng. Đến hết ngày 20 tháng 5, bệnh đốm trắng ở tôm nuôi đã xảy ra ở 265 ao của 135 hộ ở 4 xã của hai huyện Tiền Hải và Thái Thụy. Diện tích ao có tôm bị bệnh là trên 16 hecta. Số lượng giống cải trên 520 vạn con, số ao đã xử lý hóa chất là 45 ao, chiếm 16% số ao có tôm bị bệnh. Ngành nông nghiệp đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Tiền Hải và Thái Thụy tập trung chỉ đạo các xã có bệnh đốm trắng phát sinh cần khẩn trương huy động nguồn hóa chất vôi bột và chỉ đạo tổ chức thực hiện xử lý mầm bệnh để ngăn chặn mầm bệnh phát tán ra diện rộng. Thưa quý vị và các bạn, nắm bắt nhu cầu thị trường về nguồn nguyên liệu để làm dược phẩm, anh Hoàng Văn Lương ở xã Tây Ninh, huyện Tiền Hải tích tụ ruộng đất liên kết với nông dân các địa phương trong huyện phát triển vùng dược liệu theo hướng hữu cơ. Với sức trẻ cùng với sự năng động nhạy bén, anh Lương đang dần hiện thực ước mơ đưa các sản phẩm dược liệu xuất khẩu. Tốt nghiệp chuyên ngành y học cổ truyền, anh Lương hiểu rõ hơn ai hết giá trị của các cây dược liệu cũng như nhu cầu nguồn cung dược liệu hiện nay. Cách đây 3 năm, anh cải tạo diện tích ruộng cây lúa của gia đình để trồng thử nghiệm một số cây như tía tô, cỏ ngọt, bồ công anh, nhân trần. Bám đồng ruộng, chịu khó tìm tòi học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước, anh Lương trồng thành công các cây dược liệu này. Đây cũng là cơ sở để anh mở rộng vùng nguyên liệu lên đến 7 hecta như hiện nay. Cái vùng thổ nhưỡng của vùng đất Thái Bình rất tốt để trồng những loại cây dược liệu. Thì sau khi tôi nghiên cứu và liên kết với các bà con nông dân để trồng những cái loại dược liệu đấy tại vùng đất của Thái Bình, thì là tôi có được một cái nguồn dược liệu ổn định nhất mà có thể thu hoạch tại chỗ, thu hoạch để chế biến, không mất công phải mua xa mà mình cũng đảm bảo được an toàn nhất cho người dùng. Hiện nay anh đang liên kết với nông dân các xã Đông Hoàng, Tây Giang, Vân Trường trồng dược liệu và liên kết với các hộ trồng nấm ở xã Đông Cơ sản xuất nấm linh chi. Bằng cách này, anh Lương có nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng, còn các hộ tham gia liên kết cũng có đầu ra ổn định, thu nhập cao hơn. Trồng nấm linh chi thì yêu cầu kỹ thuật nó cao hơn, bởi vì nó là nấm dược liệu và cái quy trình của nó thì khi từ khi làm phôi vào giống nó phải đảm bảo. Khi tôi liên kết được với lại các nhà thu mua thì cái giá trị hàng hóa của tôi đảm bảo tốt hơn và nâng cao thu nhập cho các hộ sản xuất. Ban đầu anh Lương cung cấp nguyên liệu thô cho các công ty sản xuất dược. Làm như vậy hiệu quả kinh tế không cao. Anh quyết định đầu tư máy móc chế biến thành các sản phẩm trà dược liệu. Tham gia và được công nhận sản phẩm OCOP chính là cơ hội để anh hiện thực mục tiêu đưa sản phẩm vươn xa. Cái sản phẩm trà linh chi của chúng tôi đã liên kết và được xuất khẩu sang bên nước Nhật Bản. Hàng tháng thì chúng tôi xuất khẩu từ 400 đến 800 hộp sang bên Nhật. Đời sống ngày càng nâng cao, nhu cầu về các sản phẩm chăm sóc sức khỏe ngày càng nhiều hơn. Anh Lương dự tính sẽ thành lập hợp tác xã, liên kết với nông dân để xây dựng thêm các vùng dược liệu, đồng thời mở rộng nhà xưởng để nâng cao năng lực sản xuất cũng như tạo thêm việc làm cho lao động địa phương. Các tiếp theo sẽ có trong chương trình. Lễ hội bà chúa muối là một trong những lễ hội độc đáo của cư dân ven biển với trò diễn dân gian vô cùng độc đáo, tục rước ông đùng bà đà. Công an tỉnh Thái Bình đấu tranh mở rộng vụ án bắt giữ đối tượng có nhiều tiền án tiền sự, thu giữ 2,4 kg ma túy các loại. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại khu lưu niệm nhà bác học Lê Quý Đôn, thôn Đồng Phú, xã Độc Lập, Ủy ban nhân dân huyện Đương Hà tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm 240 năm ngày mất của nhà bác học Lê Quý Đôn.
Nhà bác học Lê Quý Đôn, tên thuở nhỏ là Lê Danh Phương, sinh ngày 7 tháng 5 năm Bính Ngọ, tức ngày 2 tháng 6 năm 1726, tại làng Diên Hà, huyện Diên Hà, nay là thôn Đồng Phú, xã Độc Lập, huyện Hưng Hà. Lê Quý Đôn thi hương đậu giải nguyên khi 17 tuổi, năm 27 tuổi thi hội đỗ đầu, thi đình đỗ bảng nhãn. Sau khi đỗ đạt, ông được bổ nhiệm làm quan và từng giữ nhiều chức vụ quan trọng của triều đình Lê Trịnh. Ông là học giả uyên bác, là hiện tượng của văn hóa thế kỷ 18. Công lao đóng góp của ông cho đất nước, dân tộc rất to lớn. Trong không khí trang nghiêm thành kính, các đại biểu đã dâng hương tưởng niệm nhà bác học Lê Quý Đôn, bày tỏ lòng kính trọng trước cuộc đời sự nghiệp và những cống hiến của ông đối với đất nước và dân tộc. Thưa quý vị và các bạn, lễ hội Bà Chúa Muối là một trong những lễ hội độc đáo của cư dân ven biển, được dân làng Quang Lang, xã Thủy Hải, huyện Thái Thụy gìn giữ hàng trăm năm qua với trò diễn dân gian vô cùng độc đáo, tục rước ông Đùng Bà Đà. Đây cũng là lễ hội mang nét đặc trưng của tín ngưỡng phồn thực nhằm tưởng nhớ công ơn vị phúc thần của làng Quang Lang. Hàng năm cứ vào ngày 14 tháng 4 âm lịch, người dân của làng Quang Lang lại náo nức trong không khí nhộn nhịp linh thiêng của lễ hội Bà Chúa Muối. Ngay từ sáng sớm, bà Hạ sửa soạn mâm lễ dâng cúng tại đền thờ Bà Chúa Muối trong cụm di tích quốc gia Miếu Ba Thôn, chùa Hưng Quốc, xã Thụy Hải. Hàng năm cứ ngày lễ hội đến ngày lễ hội của Bà Chúa Muối chúng tôi rất phấn khởi, mà có sự chuẩn bị mãi nửa tháng trước 15 ngày chứ không phải là gì, mà cầu mong cho là dân làng được bình yên hạnh phúc và nghề các loại nghề của truyền thống bà con được mùa. Bà Chúa Muối tên thật là Nguyễn Thị Nguyệt Ảnh, là người có công bảo tồn và phát triển nghề muối tại quê hương Thụy Hải, là hình tượng đặc sắc của văn hóa Việt Nam. Lễ hội Bà Chúa Muối nhằm tưởng nhớ công ơn vị phúc thần của làng Quang Lang. Dịp này, người dân làm những hình nộm ông Đùng Bà Đà nhằm diễn lại tích trò xưa, trẻ con chơi đùa hầu bà. Với tùng múa ông Đùng Bà Đà đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cấp bằng di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Sau khi đi hết một vòng quanh làng, các ông Đùng Bà Đà quay trở lại cửa đền để chuẩn bị cho nghi thức phá đùng sẽ diễn ra vào sầm tối. Thưa quý vị và các bạn, trải qua hàng trăm năm, lễ hội Bà Chúa Muối và tục rước ông Đùng Bà Đà vẫn giữ nguyên bản sắc vốn có, thể hiện lòng thành kính đối với Bà Chúa, đồng thời cũng là nơi gửi gắm bao ước vọng của dân làng muối về sự sinh sôi nảy nở. Đây là một cái lễ hội nó mang tính chất phồn thực, không ạ? Nó vừa nhất là vừa mua vui, khích lệ cái tinh thần, không ạ, của bà con nhân dân, và đặc biệt ấy là tuyên dương một cái người phụ nữ ở cái mảnh đất đồng chua nước mặn, không ạ, mà lại có một cái người con gái được trở thành vợ vua, cầu mong, không ạ, cho đất nước vận hòa và con người sinh sôi nảy nở. Theo phong tục truyền thống, đoàn rước đi vòng quanh làng, hai bên đường đoàn rước đi qua, các gia đình đã sắm các mâm lễ bày trên bàn cao để tỏ lòng thành kính cầu Bà Chúa Muối phù hộ cho một năm làm ăn may mắn. Các ngõ đây đều là có mâm lễ, ta gọi là lễ vọng bái, cầu với Chúa là coi như là phù hộ độ trì cho dân làng, coi như là làm ăn phát tài phát lộc, như là ra người ra của thôi. Được coi là một trong những làng nghề muối cổ còn duy trì đến ngày nay của vùng Châu Thổ Sông Hồng, trải qua hàng trăm năm, câu chuyện về Bà Chúa Muối và tùng múa ông Đùng Bà Đà sẽ còn sống mãi với thời gian trên miền quê xã Thụy Hải. Một thông tin đáng chú ý trong lĩnh vực an ninh, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thái Bình vừa đấu tranh mở rộng vụ án bắt giữ đối tượng Trương Tất Thảo, sinh năm 1971, hộ khẩu thường trú tại xã An Thanh, huyện Quỳnh Phụ, thu giữ 2,4 kg ma túy các loại. Thảo là đối tượng có nhiều tiền án tiền sự về các tội mua bán trái phép chất ma túy, đánh bạc và cố ý gây thương tích. Trước đó, ngày 17 tháng 5 năm 2024, tại địa phận thôn Vũ Hạ, xã An Vũ, huyện Quỳnh Phụ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh phối hợp với các phòng nghiệp vụ và Công an huyện Quỳnh Phụ triệt xóa đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy từ Hải Phòng về Thái Bình tiêu thụ, bắt quả tang Vũ Văn Sĩ, sinh năm 1985, hộ khẩu thường trú xã Hữu Bằng, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng, có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 0,187 kg ma túy đá cùng nhiều tang vật khác. Vũ Văn Sĩ là đối tượng có 2 tiền án về tội cướp tài sản. Tiếp tục mở rộng điều tra, khám xét khẩn cấp nơi ở của Trương Tất Hào tại xã An Thanh, huyện Quỳnh Phụ, thu giữ 1,5 bánh heroin, 0,6 kg ma túy đá, 2.500 viên ma túy tổng hợp.
thực hiện lệnh khám xét nhà nghỉ Tuấn Tú có địa chỉ tại xã Hưng Nhân, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng do Trương Tất Hào làm chủ, thu giữ 0,17 kg ma túy tổng hợp. Đây là điểm phức tạp về ma túy núp bóng nhà nghỉ để tổ chức mua bán chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy và hoạt động mua bán dâm. Tổng lượng ma túy được lực lượng công an thu giữ của Hảo là 2,4 kg ma túy các loại cùng một số tăng vật khác có liên quan. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thái Bình đang hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng trước pháp luật. Đến đây chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình xin được tạm dừng. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình thời sự trên trang thông tin điện tử thaibinhtv.vn, trên ứng dụng TBTV Go, VTV Go hoặc trên fanpage và YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn theo dõi mục tiếp sức đến trường. Thưa quý vị và các bạn, với mỗi chúng ta, sinh ra lành lặn đã là điều may mắn, bởi ở xung quanh chúng ta vẫn còn những mảnh đời mà vì cơ thể khuyết thiếu, cuộc sống của họ gặp muôn vàn khó khăn. Gia đình em Nguyễn Thị Yến Nhi ở thôn Quyết Thắng, xã Chi Lăng, huyện Hưng Hà là những phận đời nhọc nhằn như vậy.